Chào tất cả anh em, tất cả các bác trên toàn quốc nha. Hôm nay bên em lại giới thiệu các bác một bộ đường đít lưng hạ của xe lăm tạ anh các bác nha. Cái này thì bên em gia công tất cả các loại lăm tạ 1 tấn 500 cân. Đấy, nếu mà nặng quá thì bên em sẽ dùng thủy lực. Còn cái này nhẹ nhẹ bên em sẽ dùng tờ điện nhé. Tờ điện 220 đường điện 12V. Cái này em thiết kế cho một bác ở Bắc Ninh nhé. Đấy, cái bác này thì sẽ nâng hạ hàng tầm 300 cân. Cái này thì làm rất chia dễ. Đấy, nó sử dụng con này sử dụng tờ điện 12V. 12V nhé các bác nhé. Sử dụng tờ 12V 4000. Đấy thì các bác nào có nhu cầu muốn mua hoặc là gia công lắp ráp thì các bác lên tận nơi nhé. Thì cái này thì đặc biệt là phải lên tận nơi bên em gia công, mất là một ngày cho các bác thì mới xong. Thì con này sẽ dùng vào lăm tạ, con lăm tạ 7 tạ hoặc là anh em xe to bên em đều làm hết nhé. Các bác cứ mang xe đến là bên em sẽ làm cho các bác hoàn lành thành đào hết. Và cái giá của nó thì các bác liên hệ trực tiếp điện thoại trên màn hình nhé. Lưng hạ nó nhẹ nhàng mà tận tiện, và cái này các bác đăng kiểm nó không bị làm sao nhé. Thì cái chiều cao với chiều dài nó chuẩn như thế nên là các bác yên tâm là các bác vẫn đăng kiểm bình thường nhé. Đấy, yên tâm đăng kiểm đấy. Lưng nó rất chi là dễ dàng nhé các bác nhé. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu muốn làm thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Chào tất cả các bác.